Hoàng Anh Tiến xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Đây là quá trình bắn lót một tấm chiếu ngựa gỗ hương nguyên khối rất là to và rất là đẹp ạ. Sau khi được xẻ ra từ cây gỗ, tấm này đã được bên em phơi sấy rất là lâu và rất là kỹ rồi, đảm bảo cho gỗ cực kỳ khô. Và đây là sau khi được bảo nhẵn phần mặt, bên em đang thực hiện bắn lót để bảo quản. Mới chỉ một lớp nước lót thôi mà đã đẹp như thế này rồi. Không biết là sau khi hoàn thiện thì nó còn đẹp như thế nào nữa. Phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Tấm chiếu ngựa nguyên khối gỗ hương này thì phần phe bìa hai bên thì bên em để tự nhiên cho nó đẹp các bác nhá. Đấy. Bắn đến đâu là vân nó hiện ra đến đấy, màu lên đỏ rực luôn ạ. Tấm này thì hiện tại bên em đang trưng bày tại cơ sở 2 Hoàng Tiến, có địa chỉ tại chân cầu sông Tào, xã Hoàng Cát, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Các bác có thể đến trực tiếp tại cơ sở 2 bên em để được xem và tư vấn kỹ hơn về sản phẩm. Các bác nào ở xa thì có thể liên hệ qua hotline 09114 99999 hoặc là 0977 999000. Một tấm chiếu ngựa gỗ hương nguyên khối cực kỳ chất lượng và đẳng cấp. Tấm này là bên em đã phơi sấy rất là lâu và rất là kỹ rồi các bác ạ. Đảm bảo là các bác về dùng mãi mãi luôn, không bao giờ xảy ra các cái vấn đề lỗi lầm như là nứt niếc, cong vênh hay là mối mọt đâu ạ. Các bác hoàn toàn yên tâm. Rất là đẹp. Bác nào mà chơi bộ này thì phải nói là quá đẳng cấp luôn. Khách đến ngồi không muốn về ạ. Các bác liên hệ ngay đến Hoàng Anh Tiến để được tư vấn và hỗ trợ chốt đơn các bác nha. Em xin cảm ơn tất cả các quý khách hàng và các bác rất là nhiều.